Xin chào toàn thể quý hàng đã quan tâm tới kênh chuyên phân phối đất nền Megamart Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Ngay ngày hôm nay, Trọng Thơ sẽ cập nhật cho mình những cái tiến độ hạ tầng và những cái khung cảnh tổng quan của Megamart Trần Thành Bình Phước giai đoạn 2. Các nhà có thể thấy ạ, hiện tại Trọng Thơ đang quay ở cái vị trí là với tầm cao là 90m nha quý vị, 90m và quay xuống. Và ở đây trước mắt chúng ta bên tay phải là Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành với thiết kế là 3 tầng và kế ủy ban thì thấy là trường cấp 2 nhé quý vị. Kế trường cấp 2 ngay cái hàng cây màu xanh này là trường cấp 1, trường mầm non, sau đó tới sân vận động của phường Minh Thành. Vị trí bất động sản của chúng ta nằm kế đường Hồ Chí Minh nha. Đối diện vị trí bất động sản của chúng ta là khu công nghiệp BKMX Trơn Thành giai đoạn 1, tổng diện tích 311 ha. Hiện tại mật độ phủ kín lên tới 60% nhé quý vị. Rồi. Đất của chúng ta thì nằm sát đường Hồ Chí Minh nha quý vị. Bên kia là quốc lộ 14, những nhà ngói đỏ bên kia, còn mặt này là đường Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh hướng chiếc xe đang chạy là chúng ta về Đồng Xoài và đi các tỉnh Tây Nguyên. Rồi ở đây về hạ tầng thì được chủ đầu tư BKMX thiết kế những con đường nhỏ nhất là 16m nha quý vị, và trung bình là 25m. Trục đường D1 là trục đường lớn nhất tại BKMX Trần Thành Bình Phước, được thiết kế nhà phố thương mại thì sẽ là con đường rộng 52m, được chia thành 8 làn xe quý vị nha. Tiếp theo, quay từ hướng giai đoạn 4, chúng ta quay ngược lại theo trục đường D3, chúng ta thì thấy ạ. Chạy thẳng trục đường D3 thì chúng ta sẽ vào 3 trường mầm non cấp 1, cấp 2 và ra ủy ban. Và ở đây sẽ được quy hoạch nội khu gồm các tiện ích như trường học cấp 1, cấp 2 của BKMX và bệnh viện của BKMX. Rồi bên tay trái chúng ta là quốc lộ 14 và bên tay phải chúng ta là đường Hồ Chí Minh. Và góc quay này thì chúng ta có thể nhìn thấy là Trọng Thơ sẽ quay từ đường Hồ Chí Minh. Đó, từ đường Hồ Chí Minh quay ngang trục đường D1 nha các vị nha. Đường Hồ Chí Minh nha. Rồi, nút giao D1 thì còn khoảng một block nữa thôi, một block AB39 là chúng ta sẽ thông ra tới đường Hồ Chí Minh. Còn một hàng cao su nữa nha quý vị. Và ở đây, khu vực này bên tay phải chúng ta là giai đoạn 2 và chạy thẳng tới các nhà máy kia là giai đoạn 1. Bên tay trái chúng ta là giai đoạn 4. Và đây chúng ta có thể thấy nha, còn hai block nữa thôi là chúng ta đã tới đường Hồ Chí Minh rồi nha quý vị. Đây, mặt tiền đường Hồ Chí Minh ngay đây ạ. Và bên kia là giai đoạn 2, trước mắt chúng ta là giai đoạn 2 và ngay đằng sau lưng hình ảnh chúng ta là giai đoạn 3 của BKMX. Và đây là hình ảnh của giai đoạn 4 cũng đang được triển khai hạ tầng quý vị nha. Trục đường Hồ Chí Minh này hiện tại đang được mở rộng và đang được thông về đường Đức Hòa Long An. Đấy, trước mắt chúng ta là giai đoạn 3 và trường cao đẳng Bình Phước. Rồi tiếp theo, Trọng Thơ sẽ di chuyển từ đường Hồ Chí Minh chúng ta vào giai đoạn 2 nha. Trước mắt chúng ta là trục đường D1 rộng 50m và hiện tại trên trục đường D1 này Trọng Thơ có 1 đến 2 sản phẩm, giá hiện tại dao động khoảng từ 900 cho đến 1 tỷ trên một nền. Và những trục đường nhỏ như trục đường đất này, đó, giá hiện tại dao động từ 550 triệu cho đến 600 triệu trên một nền. Đó, 16m song hành trục đường D1. Và ở đây pháp lý của BKMX là hiện tại chúng ta đã có sổ chờ, nghĩa là đã có trích lục vị trí, số lô, số thửa, tên đường. Và chúng ta mua bao nhiêu lô thì chúng ta sẽ công chứng bấy nhiêu lô tại văn phòng công chứng nhà nước nha quý vị nha. Rồi vị trí của chúng ta thì cực kỳ đắc địa quý vị. Đó, rất là đẹp. Qua mặt này thì chúng ta có thể thấy từ đây chúng ta di chuyển vào qua đường Hồ Chí Minh là chúng ta di chuyển vào chợ Minh Thành qua khu công nghiệp BKMX giai đoạn 1. Và tất cả những người dân ở đây sống xung quanh khu vực này cho con cái đi học tại ba cụm trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành này. Và đây đều là những cái trường chuẩn quốc gia. Và trước mắt chúng ta hai cái nhà, hai hàng nhà lồng hai bên trục đường N3 đấy ạ, là chợ Minh Thành đã hoạt động từ 1 tháng 8 năm 2021. Và hiện tại thì chợ rất là đông đúc rồi nha quý vị. Và cái chợ truyền thống thì nằm ngoài mặt tiền quốc lộ 14 và sau này sẽ phóng đường và sẽ giải tỏa cái chợ cũ và sẽ di chuyển vào trong giai đoạn 2 của chúng ta, khu vực mà Trọng Thơ đang quay đây. Tại thời điểm này những vị trí này thì giá hiện tại chỉ dao động từ 600 cho đến 1 tỷ trên một nền tùy theo vị trí. Giá thì hiện tại là cực kỳ rẻ. Thì chúng ta quan tâm tới bất động sản thị xã Trân Thành, đặc biệt là bất động sản khu nghiệp thì quan tâm với Trọng Thơ nha.